Rồi, xin chào các bác nha. Hôm nay em vẫn chưa tắt test đồ để đăng video bán báo giá này các bác được. Nhà bật quá nha. Với cũng gần là 30 tháng 4 1 tháng 5 sẽ đang bán này, ship còn nghỉ. Nên là gửi hàng các bác nhận được. Chắc em qua lễ em mới gửi hàng đó. Nay mai gửi được chứ. Nay ngày 27 tháng 4 giờ đang 12 giờ này. 12 giờ 27 tháng 4 tranh thủ thợ nghỉ. Em khui đồ nó ồn ào quá. Rồi. Khui đồ đi các bác coi giải trí nha. Rồi em mới làm cách đi như chắc qua lễ mới bán được á. Mới bán gửi được phải sợ ship không nhận. Ship không có nhận hàng. Đó. Bác thông cảm nha. Đang 12 giờ trưa quay video. Ôi cái thùng to quá. Mấy lần thùng nứt nhiều đồ đúng cái loại đồ là gì đây đồng hồ sao à đấy 303 tiếp tục cái 303 nữa. OL64 đó, các bác cứ dặn mua cái OL64D mà không có nó về toàn OL64 không à. Tiêu phi OL64 nhá, chưa có 64D nhá bác. Amazon luôn, cái gì đó Amazon này. Rồi Sanwa XI55D dây đó, 55D nhá. Loa vi tính, loa được Sanwa nha, đấy loa được Sanwa này, cắm vào máy vi tính nghe nhạc, loa này nghe bắt được cả Bluetooth, đấy, cái này là xuất xứ China nha, đấy, sản xuất tại Trung Quốc nha. Đây, máy kìm, rồi máy kìm Natina. Đấy. Ui, cái này nặng thế. Nặng cái gì còn nặng thế nhỉ? Ui à, cả lên một lét. Kìm. Chà chà. Một cái loại cũng cái nặng thế này. Tiền phí chết luôn. Nó hàn hắc cô. Bao nhiêu watt đây? 30W chất mới. Đây một lát kìm. Toàn kìm nhật thôi. Kéo. Đấy. Kìm. Đó, kìm cắt. Kìm. Rất nhiều. Nó như cái nồi làm gỗ làm mộc á. Đấy. Dao. Rồi, bộ này lục giác. Khóa. Rồi, tôi biết. Rồi, một mới nhỉ.
này rất mới nha, biết quả nào đây, này rất mới nha, mới chưa sử dụng mạ chrome đấy, chưa sử dụng làm gì đây, tweet tweet điện này. Này chắc đúng pin không đấy. Trời là búa nữa chứ, búa nhập rồi, cho ngồi xuống rất nặng đây. Đây. Mắt con dao đó em một lần đăng ký kênh chia sẻ nha. Đấy. Đây. Loại loại. Đó. Cái hồ Lisa loa. Đó này mình được trước về mấy cái bán hết rồi. Lần này về tiếp nha các bạn. Con nào được trước chưa mua được thì lần này mua nha. Mới nha. Mới chưa sử dụng nha. Đấy. Đó. Ba bốn chiếc. Mấy hộp như vậy đó nha. Đây Lisa loa mới chưa sử dụng. Đó. Máy gì vậy? Máy xác định pha sao? Hay xác định chiều quay của động cơ gì đó, tốc độ đúng không? Cái đây rất dài. Này chắc máy pha gì model 3123. Đó. Đấy. Cái nào mà bên còn mua cái nào cứ liên hệ em đây. Rồi em test nha, chứ giờ em chưa test được khách mệt không. Mấy này ôi giời đang mạnh quá. Không có thùng gì đây. Đây. Chết thằng này. Rồi. Đồng hồ. Lô đồng hồ. Không có những đồng hồ gì đây. Sơn hoa. Rồi sơn hoa. Yuki. Yukogawa. Yuki. Đó, này. Nhìn biết luôn. Ui, phải máy nó trả cái tiền. Này nó có mà. 100 mê. Nặng lắm. Đồng nhu. Nhu. À, chết luôn. Đây, mới mũi còn luôn. Đấy. Chiếc camera kìm, Nati. Đấy, Nati. Còn đây có thôi. Rất nhiều đồ. Ủa, có người nhập. Dây. Dây. Rồi, Nati. Đấy, Nissan Loa. Con đồng hồ mini. Yuki, Mani Nama. Rồi cái nào không? Nó bị vấy rồi. Làm dính keo lại các bác. Này, dính keo. Phải dính keo mà. Ui. Sắt. Kim loại KKS 1975. Đấy, này đời 1975 này. Năm 1975. Đấy, ôm này, hộp cỏ này 975 nha. Rồi, tiếp tục còn giúp cô các bạn. Nhiều quá, mà phải test. Test được cái một. Nó không có bỏ ra, nhưng nên video được. Phải test cái này nó rất lâu. Rất mất thời gian. Đấy, cái thằng khui như này không nó nhanh lắm. Các bạn. Test cái này. Kiểm tra xem là nó có chọn hay không thì mới bán được. Nó mới lâu rồi, phải đem đó thôi. Gần cái khui như này không thì nhanh thôi. À, đồng hồ lập ra. Đấy, đồng hồ lập ra nha. Đồng hồ lập ra nha. Đồng hồ lập ra. Của Nhật nha. Đấy. Móc này. Rồi. Mỹ này, USA.
đây của Mỹ đây, u như này, Chicago vị trí rồi. Còn lồng ga nha các bác, ga để 22 đây ha. Đó. Cái này là cái gì mà rất to này. Xem thùng đồ gì đây. Đây to hết. Đây rất mềm. Taisho Japan. Đấy. Một dây. Dây dài này còn cái khóa luôn. Khóa. Đấy. Đó, đây nha. Đây là cũng dài luôn. Cũng có khóa luôn. Đấy. Máy gì đây? 146 ngàn. Taisho nha, Japan này. Đấy. Cắm điện. Ui. Hút chân không à? Hút chân không cho nhỏ thôi. Mình chưa thấy cái máy này. Bác nào biết cái máy này cái gì bình luận cho em cái nha. Này, tắt mở này. Cái máy gì đây? Ôi, đồng hồ này, cặp của nó đây, Taisho Japan này, cái này khác kiểu lần trước, đấy, kính này, đồng rất nặng nha các bạn, nặng lắm, rồi, dòng mất không ạ, rồi, cái này thành đầu của ga, rồi, cái video khui lỗ hôm nay, đến đây là tạm dừng, các bác xem video cho em một nay và đăng ký kênh chia sẻ nhé, cái này hôm nay, 12 giờ ngày 12:20 ngày 27/4 đó, hôm nay em khui cái này nhưng mà lễ này chắc là gửi hàng nó khó ha, người ta bên ship sợ mà nhận mà không có đi á, thành ra chắc là em để qua lễ để mới đăng bán đi các bác đó, các bác coi video ủng hộ, mà bác nào mà có ưng cái món nào á thì cứ gọi điện em test trực tiếp nhé, chứ test số lượng mình chưa có test được nha các bác nha, rồi chào các bác.